Alo chú Nguyên à, chú về nhanh đi, mẹ Linh có chuyện rồi. CB. Bà không hiểu, nhà mình đâu có xài điện nhiều đâu mà xài lại sập CB. Mà sao anh biết mà anh qua đây? Winner gọi điện thoại cho anh, nói em bị ngất xỉu, thì anh mới chạy qua đây coi sao nè. Rõ ràng là em thấy mà, em thấy con ngủ mà, chạy qua chạy lại. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Mẹ thấy ma đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ thấy một con ma lủng sủng chạy qua chạy lại. Mẹ sợ lắm, em có thấy ma, em có thấy ma mà. Cái bình tĩnh đi, anh nói không có ma cỏ gì đâu. Mẹ nhát liền. Hai đứa, có chuyện gì phải không? À dạ không có gì. Dạ không có gì ạ. Hai đứa bày ra trò này đúng không? Dạ. Hai đứa biết mẹ sợ nên bày ra trò này đúng không? Anh nữa, có phải anh bày ra cái trò này cho tụi nhỏ đúng không? Để nhát em đúng không? Em nói cái gì vậy, anh có biết gì đâu. Chứ tại sao? Tại sao anh biết mình có mặt ở đây chứ? Thật ra là do con. Con? Tại sao con biết mẹ sợ mà con dữ hù mẹ như thế nào? Tại vì con không muốn mẹ mất đi tình yêu của đời mình. Mẹ ơi, con hứa con sẽ gặp anh Thành. Con có muốn mỗi buổi sáng nào cũng tiếc chú Nguyên hết á. Mỗi bữa cơm nào con cũng muốn theo chú Quyền, con muốn chú Quyền ăn chung với con. Em nghe tụi nhỏ nó nói rồi đó, bây giờ anh cũng đang rất muốn nghe em nói. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì em đã ích kỷ. Em xin lỗi vì em không bao giờ hiểu cảm giác của anh. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi các con. Anh hứa là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ có điều là em phải tin tưởng anh. Anh cũng hứa là anh sẽ không bao giờ để cho em mất tự do như em tưởng tượng đâu. Tất cả tài sản anh không cần, anh chỉ cần em và các con thôi. Em xin lỗi, tại em hết. Em xin lỗi. Đúng là giấc ma của chị Phương ghê thiệt. Quỳnh Áo, trời ơi, dậy đi, trễ giờ đi học rồi kìa.
đi, đi sao nè, nè, trời ơi, 5 giờ chiều rồi, đi thi. Đi, 5 giờ chiều? Ừ. Cái gì? Hôm qua ông nói với tôi là 3 giờ chiều đi thi, bây giờ 5 giờ chiều rồi đó. Đúng rồi. Kiểu này là ở lại lớp cho mà coi. Lúc nãy tôi bảo bà là 1 giờ gọi tôi dậy, mà bây giờ 5 giờ bà chưa gọi tôi dậy là sao? Tôi trễ rồi bây giờ làm sao hả? Trời ơi, trời ơi. Có chuyện gì hai đứa dập vậy? Mẹ ơi, 3 giờ hôm nay con thi mà 5 giờ rồi. Lúc nãy con bảo là 1 giờ bà gọi con dậy. 5 giờ rồi bà chưa gọi con dậy, con trễ thi rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Con bị gì Winner, bây giờ mới có 8 giờ sáng mà. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có mà lừa dối con nữa đi. Một người thôi là con đã đau nát trái tim này rồi, lại còn mẹ nữa. Mày học riết mày điên rồi hả con? Con có 8 giờ à? Được rồi, con hiểu rồi. Vâng. Dạ. Ba. Không sao. Dám lừa dối tôi. Quýnh á, quýnh á nha mẹ. Quýnh á. Trời ơi, con đã ngay đúng rồi. Chào. Con ơi. Chào. Vừa lắm đi, cái chẳng hơn gì. Trời ơi, đau quá. Này nha. Tôi là tôi xanh nhát vào mà tôi đó. Buông cá tôi ra. Đưa nội coi coi. Trời ơi. Nội mà không vô kịp nha là cái cần cổ con nó loay luôn rồi. Trời đất ơi, mẹ nổi quá con. Không à. Con không sao đâu nội. Ở nhà mấy đứa nhỏ nó giỡn nhau vậy đó mẹ. Mẹ không biết đâu, bữa trước á bé Phương nó giỡn với Winner á, té từ lầu 1 lăn cầu thang xuống, còn sao mà. Trời đất ơi, giỡn cái kiểu gì mà dễ sợ vậy? Thì dạ. Dạ con mời bác uống nước. Cảm ơn. Tôi không có quen uống nước lạnh. Tôi uống nước trà thôi. Sao nói bác thích uống nước lạnh? Thì vậy thôi, để con rót nước trà cho mẹ uống nha. Dạ bác uống nước trà bác. Dạ, nhà có trà pha sẵn. Dạ. Rồi, con mời mẹ. Với lại em nè. Dạ. Đây là mẹ của anh, thì cũng như là mẹ của em. Tới bây giờ mà còn bác gì nữa. Em gọi bằng mẹ luôn nha. Dạ mẹ. Cảm ơn cô. Cảm ơn con nha. Đã thay mặt mẹ dạy con dâu. Dạ dạ. Hai đứa nè ăn đi. Mẹ làm sữa chua trái cây sẵn nè. Khoan. Đưa đây. Dạ. Cô đưa qua đây. Cái gì nữa vậy mẹ? Dạ đây ba. Một mình bác ăn hai chén luôn. Ăn đồng là phải chia đủ. Đứa ít đứa nhiều coi không có được. Tôi phải cân lên cái đã. Ủa không thấy bằng nhau mà mẹ. Bằng đâu mà bằng. Bằng nhau mà. Mẹ coi. Bên này nặng hơn nè. Điều rồi đó con. Ủa sao còn có chút xíu vậy mẹ? Nhỏ ăn ít thôi. Cảm ơn mình rồi. Hai đứa vô trong ăn đi nha. Để ba mẹ nói chuyện với lại bà tí xíu. Đi nhanh lên. Dạ mẹ ơi, mẹ đi đường xa lên chắc cũng mệt. Mẹ ăn chén sữa chua trái cây con làm á, ăn cho nó mát mẻ nha mẹ. Trời đất ơi, đi đường xa mệt mà ăn hết cái chén sữa chua này chắc cái dạ dày của tôi cũng tanh bành quá. Dạ vậy thôi ạ. Mẹ mệt hả? Không ấy, vậy bây giờ mẹ lên mẹ nghỉ ngơi nha. Dạ đúng rồi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi mẹ. Thôi mẹ lên nghỉ. Dạ. Dạ đi con dẫn mẹ đi, con dẫn mẹ đi. Thôi khỏi đi cô. Dạ. Rất chân tôi còn khỏe. Khi nào tôi tháo khớp á, tôi nhờ cô. Dạ. Nhưng mà mẹ ơi, tại con sợ mẹ không biết phòng ở đâu á nên mẹ không biết, để con dẫn mẹ đi. Con trai tôi chưa có qua đời, dẫn mẹ đi. Dạ. Bình thường mẹ anh dễ lắm, hiền lành lắm. Không hiểu bữa nay sao, chắc là tăng xong lên máu lên cho nên hơi khó chịu chút xíu. Cố lên nha, để anh dẫn mẹ lên phòng. Sao chưa đi? Dạ đi mẹ, đi. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speakable nha.